Trầm tĩnh thực sự vượt lên chính mình. Trầm tĩnh là một dạng sức mạnh đặc biệt. Nó có thể giúp cho chúng ta nghiêm túc tư duy và nhìn nhận rõ phương hướng tiếp theo của mình. Nó có thể giúp cho đầu óc con người giữ được sự điềm tĩnh, sắp xếp lại tư duy và tình cảm của mình. Trong sự trầm tĩnh, chúng ta có thể dành sự quan tâm, chú ý nhiều hơn cho nội tâm và cảm thụ của mình, bắt đầu nhìn thấy diện mạo vốn dĩ của hiện thực. Sự huyền náo khiến chúng ta không thể nhìn rõ hiện thực, còn sự trầm tĩnh có thể cho chúng ta thời gian để phản tỉnh bản thân. Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều cô gái có thể tỉ tê với nhau cả ngày không hết chuyện, không chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà còn khiến người khác nghe mãi cũng nhàm chán. Bởi lẽ những lời họ nói ra không hề mang tới một chút thông tin hữu ích nào, không hề có chút dấu tích gì của trí tuệ. Ngoài việc nói ra góc nhìn trầm tục của mình đối với xã hội thì cũng toàn là lời cằn nhằn, oán thán, ngàn lần như một. Nếu khiến người khác thấy phiền hà như vậy, tại sao không để bản thân trầm tĩnh đi một chút? Trầm tĩnh không đồng nghĩa với chẳng nói năng gì. Trầm tĩnh là một sự tích lũy và chất chứa sức mạnh, giúp chúng ta trở nên trí tuệ, trở nên mạnh mẽ. Có rất nhiều việc trong cuộc sống chúng ta tạm thời không có cách nào giải quyết. Nếu đã như vậy thì cớ sao không để tâm trí của mình tĩnh lặng? Bởi trầm tĩnh cũng là một dạng biểu đạt, có thể chỉ ra một số điều mà ngôn ngữ không thể biểu đạt được. Liêu Nhất Mai là nhà biên kịch và tác giả gần đây rất được truyền thông chú ý. Nhưng suốt 11 năm trời, bà chỉ viết đúng 3 kịch bản. Với tư cách là một tác giả, Liêu Nhất Mai coi sự kén chọn trong quá trình sáng tác của mình là một tố chất sẵn có. Bà là một người vô cùng ác cảm với những kẻ chuyên nói lời sáo rỗng. Tôi không sáng tác theo kiểu mẹo thuật, chắc chắn mỗi vở kịch của tôi sẽ mang theo một tâm tư tình cảm. Cả xúc giác, khứu giác của tôi, trạng thái cơ thể của tôi giống như một dấu ấn trên cơ thể vậy. Tôi cảm thấy thế giới này đang bị tắc nghẽn bởi những lời sáo rỗng và những thông tin vô dụng. Thế nên nếu không có điều gì mà tôi không thể nói ra, tôi sẽ cố gắng giữ lấy sự trầm tĩnh. Song chỉ cần Liêu Nhất Mai cất lời là bao con tim khán giả phải rung động. Trong thế giới này, những người càng giàu trí tuệ sẽ càng ít nói và càng hiểu được sức mạnh của sự trầm tĩnh. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên gặp phải những trở ngại hay sẽ trải qua rất nhiều thất bại. Có người than thở rằng mình không gặp thời, có người oán trách những người thân không tích cực giúp đỡ mình. Nhưng những người có trí tuệ thì thường sẽ lựa chọn trầm tĩnh trong những thời khắc như vậy. Họ sẽ để bản thân yên tĩnh một chút, lặng lẽ tư duy và kiểm điểm bản thân, tránh tiếp tục phạm phải sai lầm tương tự. Khi chưa hoàn toàn hiểu rõ được tình huống mà đã mồm năm miệng 10 nói năng tùy tiện thì chỉ bộc lộ sự ngốc nghếch và nông cạn của bản thân mà thôi. Đặc biệt là khi đối diện với đối thủ cạnh tranh, bạn càng nói nhiều thì ẩn họa cũng sẽ càng nhiều. Khi đó hẳn bạn sẽ vô tình tiết lộ điểm yếu của bản thân, lúc này coi như thất bại đã nắm chắc trong tay. Trầm tĩnh còn là một bảo bối giúp hóa giải mâu thuẫn khi chúng ta tranh luận với người khác hoặc khi sự cãi vã giữa đôi bên ngày càng kịch liệt. Tốt nhất là chúng ta hãy lựa chọn im lặng, một mặt có thể bình ổn cảm xúc của bản thân, tránh để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Mặt khác, sự trầm tĩnh có thể giúp chúng ta nhìn nhận bản thân một cách khách quan hơn, suy xét xem quan điểm của mình bấy lâu nay phải chăng có vấn đề, cũng có thể nghiêm túc đánh giá quan điểm của đối phương. Trải qua một khoảng lặng, có lẽ sự tranh luận và mâu thuẫn trước đó sẽ không tồn tại nữa. Trầm tĩnh là sự hùng biện hữu dụng nhất khi chúng ta bị hiểu lầm hoặc nói xấu. Bất cứ sự biện bác nào đều sẽ không thể thay đổi được cục diện. Đứng trước sự hiểu nhầm, mọi ngôn ngữ đều trở nên yếu đuối và bất lực. Gào thét cuồng điên, nhục mạ không ngừng hay khóc lóc ấm ức đều chỉ khiến bạn càng thêm bị động. Thế nên lúc này hãy lựa chọn sự trầm tĩnh, dùng thời gian để chứng minh mọi việc, nhẫn nhịn chịu đựng, nằm gai nếm mật, rồi sẽ đến một ngày bạn có thể bùng cháy từ sự trầm lặng và tất cả những hiểu lầm và sự bật điều đều sẽ tan như gió mây. Những người đã từng tràn đầy sự đối địch với bạn sẽ không thể không thừa nhận hiện thực này, bởi lẽ bọn họ đã thực sự sai lầm. Trầm tĩnh là cây cầu dẫn lối cho tâm hồn. Khi những người thân xung quanh tâm sự với chúng ta nên nhẫn nại và nghiêm túc lắng nghe. Điều đó không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn là một mẹo giao tiếp giữa người với người. Nếu bạn thường xuyên ngắt lời đối phương, thậm chí khi họ còn chưa nói xong, đã bắt đầu chẳng hề kiêng dè,
thao thao bất tuyệt nói ra cách nhìn nhận của bản thân hoặc là chỉ trích một cách mù quáng những điều còn thiếu sót trong lời lẽ của họ. Như vậy chỉ khiến tâm trạng đối phương càng trở nên trống rỗng, nảy sinh cảm giác chán ghét đối với bạn. Ai đó chịu mở lòng chia sẻ với bạn nghĩa là họ có đủ sự tín nhiệm dành cho bạn. Vì vậy hãy trầm lặng để cho tâm trí mình cùng chung một mạch cảm xúc với câu chuyện của đối phương. Trầm tĩnh là một sự rèn luyện, là một sự lĩnh ngộ, là một sự khoan dung và vượt lên cuộc sống. Khi nắm bắt được sức mạnh của trầm tĩnh, chúng ta có thể thích ứng với cuộc biến chuyển không ngừng này. Chúng ta có thể học cách tự bảo vệ mình trong những hoàn cảnh phức tạp. Trong thế giới của tĩnh lặng, chúng ta thực sự vượt lên chính mình.